Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trong nhiều năm trở lại đây thì ngành chăn nuôi thủy cầm như vịt, ngan, ngỗng đã cho thấy sự tăng trưởng nổi bật. Nuôi vịt không cần quá nhiều vốn, quy mô chăn nuôi có thể thay đổi linh hoạt. Tuy nhiên thực tế do chưa nắm bắt được kỹ thuật nên nhiều trang trại, nông hộ nuôi vịt gặp phải tình trạng dịch bệnh chết hàng loạt, vịt chậm lớn, tỷ lệ thịt trứng kém, giá trị kinh tế thấp. Để khắc phục tình trạng này, giúp bà con có thêm kiến thức và kỹ thuật trong chăn nuôi vịt, trong chuyên đề này thì Dr. Vet xin giới thiệu đến quý bà con về bệnh mạn huyết trên vịt. Thứ nhất là về nguyên nhân gây bệnh. Bệnh nhiễm trùng huyết ở vịt hay còn gọi là bệnh bại huyết do vi khuẩn Rimarola là vi khuẩn gram âm gây ra. Vi khuẩn Rimarola có khoảng 21 serotype khác nhau và không có khả năng bảo hộ chéo. Vì vậy, đây chính là nguyên nhân làm cho việc sản xuất vaccine phòng bệnh này gặp khó khăn. Nhiều quý bà con mua những sản phẩm vaccine không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường khi tiêm cũng không có tác dụng bảo hộ về bệnh bại huyết trên vịt nhà mình. Bệnh thường xuất hiện sau mùa mưa kéo dài và thời tiết ẩm ướt. Lứa tuổi mắc bệnh thì là mọi lứa tuổi của vịt đều có thể mắc bệnh, nhưng vịt con ở 1 đến 8 tuần tuổi là dễ bị nhất và vịt càng lớn thì tỷ lệ chết càng cao. Bệnh thường xảy ra ghép với bệnh E. coli và tụ huyết trùng gây tỷ lệ chết cao. Về đường lây truyền, qua đường hô hấp, qua đường tiêu hóa như thức ăn, nước uống, qua vết chảy xước trên da, bộ lông hư hỏng, đặc biệt là bàn chân. Hai là về môi trường phù hợp cho bệnh phát triển. Bệnh xảy ra ở những trại thực hiện an toàn sinh học kém như nguồn nước, thức ăn chưa được xử lý về mầm bệnh, nguồn phân chất thải xử lý kém, nuôi với mật độ dày, chuồng ẩm thấp và vệ sinh kém. Thứ ba là về triệu chứng. Thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 5 ngày, vịt yếu, mệt, sốt cao, ủ rũ, bỏ ăn, thường nằm túm lại với nhau. Về triệu chứng tiêu hóa là tiêu chảy phân màu xanh xám. Về triệu chứng hô hấp, chảy nước mắt, nước mũi, khó thở, vươn cổ lên để thở. Về triệu chứng thần kinh, sưng phù đầu, cổ nghẹo, mất thăng bằng, chân khập khiễng, đi lết chân, kéo lê về phía sau thân, viêm khớp và đi lại khó khăn. Về bệnh tích, đặc trưng nhất là sự tiết dịch có sợi huyết fibrin ở màng bao tim, trên bề bẹt gan và viêm túi khí. Thận tích urat, viêm màng não xuất huyết, lách phì đại, có dạng dài, bề mặt lách hoại tử vân đá hoa. Viêm tơ huyết ở bao tim và túi khí. Viêm khớp, xương có mủ, viêm dịch nhảy ở khớp gối và khớp bàn chân. Về phòng bệnh, tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, định kỳ vệ sinh môi trường chăn nuôi sạch sẽ, phun sát trùng phường hơi và môi trường xung quanh bằng sản phẩm Dyson Super của Interchemi Hà Lan. Đảm bảo an toàn nuôi giữa các lứa, có thời gian chống chuồng để sát trùng. Đối với mỗi lần xuất vịt, cần tiêu độc khử trùng toàn bộ khu nuôi nhốt, chân thả, màng ăn và màng uống. Nên thử khí viện cùng vào cùng ra, hạn chế nuôi gối để dễ lây lan mầm bệnh. Trước khi thực hiện làm vaccine hoặc thấy có thời tiết thay đổi bất thường, cần bổ sung men, điện giải, vitamin để tăng cường sức khỏe cho đàn vịt. Thứ năm là về điều trị. Thứ nhất là cần tách lọc và chuyển chỗ nuôi nhốt. Đối với vịt nuôi chăn thả, chuyển đàn vịt lên chỗ cạn, không để đàn vịt khác đến đàn đang mắc bệnh. Đối với vịt nuôi ở ô chuồng sàn, lùa vịt sang ô khác, tách riêng những con có triệu chứng để điều trị riêng. Thứ hai là cần vệ sinh tiêu độc khử trùng. Vệ sinh phun sát trùng vị trí có đàn vịt đã nuôi nhốt bằng sản phẩm Dyson Super hoặc sản phẩm Belucid do công ty Minh Long phân phối. Đối những vịt chăn thả nuôi dưới ao thì cần khử trùng bằng nước, bằng chlorid hoặc các sản phẩm sát trùng nguồn nước khác. Đối với vị trí vịt nuôi thì cũng cần được phun sát trùng thường xuyên bằng sản phẩm Dyson Super. Nước uống cho vịt thì cần được khử trùng bằng chlorine hoặc các sản phẩm axit hữu cơ khác. Đối với vịt chết thì cần phải tiêu hủy. Thứ ba là cần phải nâng cao sức đề kháng. Thứ nhất là phải hạ sốt cho vịt bằng Paramol 200WS, bổ sung điện giải như sản phẩm Capturai, bổ sung giải độc gan thận như sản phẩm Intertonic hoặc Hepasol Oran, bổ sung men tiêu hóa như sản phẩm Chipro hoặc Hapro. Như vậy, để nâng cao sức đề kháng thì bà con cần phải sử dụng các loại sản phẩm trên để cho sức đề kháng của vịt tốt hơn. Thứ tư là về điều trị kháng sinh. Đối với vịt bị bệnh, có thể sử dụng thuốc có thành phần như Ampicillin hoặc là Amoxicillin, Timicosin. Quý bà con có thể sử dụng sản phẩm Docin 500WS hoặc Biocillin 200WS hoặc sản phẩm Marotin 250 Oran của Interchemi Hà Lan. Ngoài các sản phẩm kháng sinh pha với nước hoặc là trộn với thức ăn thì quý bà con có thể dùng được tiêm bằng sản phẩm Septifun hoặc là Septifosin như sản phẩm Septinel hoặc Septifun 50 do công ty Minh Long phân phối. Như vậy thì trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet đã gửi đến quý bà con những thông tin về bệnh bại huyết trên vịt. Rất mong những thông tin mà Dr. Vet chia sẻ giúp quý bà con có thêm kiến thức để trong quá trình chăn nuôi ngày càng thành công. Và quý bà con có thấy video này bổ ích thì rất mong quý bà con thể chia sẻ để nhờ bà con có thể biết thêm. Rất cảm ơn quý bà con và một lần nữa chúc cho quý bà con chăn nuôi ngày càng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những chuyên đề tiếp theo.